Trang kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Tin Cậy. Thì hôm nay Trang xin chia sẻ đến quý bà con cái cách mà Trang đã phục hồi cái cây mai vàng này bằng phân quét và phân humic như thế nào. Thì đây là cây mai vàng mà anh trai của mình đã mua để chơi vào chơi hoa vào dịp Tết vừa rồi á, mà ảnh không có thời gian để chăm sóc cho nên là cái cây nó đã trở nên sơ sát như thế này. Như là bà con nó thấy là cây mồng tơi này nó đã phủ kín lên cái cây mai của mình luôn, làm cho cái cây mai của mình nó bị rợp á, cho nên là nó không có một số cành nhánh thì nó đã bị chết khô rồi, và một số cành lá thì nó cũng đã bị lá của nó là nó bị vàng luôn. Và bây giờ là trước hết á, là Trang sẽ loại bỏ đi cái cây mồng tơi này để cho cái cây mai của mình nó được thoải mái hơn á, để cho nó giảm được cái stress á. Sau đó là Trang sẽ ổn định cái pH của nó bằng phân quét ha. Rồi bây giờ là Trang sẽ tiến hành để loại bỏ cái cây mồng tơi này ha. Rồi cây mồng tơi này chúng là bữa nay là Trang đã có được một cái bữa ăn luôn rồi đó, có được một món canh mồng tơi. Với cây mai vàng á bà con, thì là cây mai của mình á nó chịu được ánh sáng rất là tốt luôn, một ánh nắng trực xạ có thể cây mai cũng có thể chịu được luôn, cho nên là cây mai của mình á rất là cần cái ánh sáng để cây lá nó quang hợp, để phát triển cành nhánh nó sinh trưởng tốt á. Nó phủ hầu như là đã kín hết cây mai rồi. Giờ Trang sẽ loại bỏ hết cây mồng tơi này luôn. Cái yếu tố ánh sáng ra thì là cây mai của mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố nhiệt độ, là nhiệt độ thường là sẽ nằm trong khoảng từ 25 đến 30 độ C thì sẽ rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây mai. Là nếu mà nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C thì là sẽ làm cho cây mai của mình nó phát triển bị còi cọc. Chính vì thế mà cây mai thường là sẽ thích hợp với cái khí hậu ở miền Nam hơn so là với miền Bắc. Bên cạnh đó thì là còn một yếu tố cũng quan trọng không kém, đó là yếu tố gió. Nếu mà cái vườn của mình được thông thoáng là cây mai của mình sẽ phát triển rất tốt. Còn nếu như mà cái vườn của mình là gió nó quá nhiều thì là sẽ làm ảnh hưởng đến việc phát triển của cây mai. Kiểu như là cái gốc nó sẽ không có cái gốc nó sẽ dễ bị cái gió của mình nó quật ngã. Rồi sau khi Trang đã loại bỏ cái cây mồng tơi này rồi thì là còn một số những cái hoa mà nó còn sót lại thì Trang cũng lật bỏ nó đi luôn. Kèm theo đó là một số cái cành mà nó đã bị chết rồi thì Trang cũng loại bỏ đi luôn nha bà con. Và sau khi tiến hành loại bỏ cây mồng tơi này thì là bước tiếp theo là Trang sẽ tiến hành đo pH ha. Là mình sẽ đo thử pH của cây mai, giá thể của cây mai này là nó ở khoảng bao nhiêu ha. Là pH của cây mai là vào khoảng giá thể của cây mai là vào khoảng 5 ha. Thì bây giờ là mình sẽ nâng pH lên để thích hợp cho cây mai phát triển là tầm khoảng 6.5 đến 7.5 ha bà con ha. Sẽ cào cái lớp giá thể mặt của cây mai lên khoảng độ 10 đến 15 cm. Ở trong cái chậu mai hoặc là những cái chậu cây cảnh khác á, thì bà con thấy có một cái con gọi là cuốn chiếu đất đó bà con. Nếu mà cái con cuốn chiếu đất đó thì là thường là nó sẽ ăn những cái sát bã động thực vật á. Nếu mà nó hết thức ăn á, thì là nó sẽ ăn luôn những cái rễ non của cái cây kiểng của mình á. Nên bà con thường là chú ý
những cái con cuốn chiếu đất đó. Nếu mà nhiều quá thì bà con có thể loại bỏ nó đi bằng cách bắt tay để loại bỏ bớt mấy cái con cuốn chiếu đất đó, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái bộ rễ non của cái cây hoa của mình ha. Thì bây giờ Trang sẽ tiến hành ổn định cái pH đất bằng cái loại phân, nó là phân quép ha. Đây là cái một loại phân là được chiết xuất 100% từ thảo mộc luôn. Nó có cái công dụng là ổn định cái độ pH của mình á, với lại là tạo điều kiện thích hợp cho vi sinh vật trong cái giá thể của mình phát triển tốt á. Và bây giờ em sẽ tiến hành mở nó ra. Rồi, ở đây nó có cái miệng nè. Nhớ khui ra. Chai được đóng rất là kỹ nha. Và một gốc mai như thế này thì Trang sẽ pha khoảng 80ml phân quép này. Rồi, 80ml cho 2 lít nước nha bà con. Tương đương với là 1 lít quép á, bà con có thể pha được 40 lít nước á. Thì đây là phân sinh học cho nên là nó sẽ không có độc hại gì hết. Bà con thấy cái phân này nó có màu đục đục như là cái nước do gạo của mình đó bà con. Em sẽ tiến hành đổ phân quép này quanh cái gốc mai của mình. Cho nên là cái gốc mai này nó nhỏ thì chỉ cần 2 lít đã pha, hoặc là cây nó nhỏ hơn thì tưởng độ 1 lít đã pha, để cho phân quép này nó có thể ổn định cái pH của mình. À, đồng thời nó sẽ nâng pH của mình lên từ từ. À, sau khi Trang đã tiến hành đổ cái phân quép này để ổn định cái giá thể của cây mai á, thì sau khoảng 7 ngày thì Trang sẽ quay lại để xem đo lại pH một lần nữa và bón tiếp tục cái thằng phân humic vào. Xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con sau 7 ngày. Chào bà con của Tin Cậy, thì hôm nay đã sau 10 ngày Trang tưới phân quép cho cây mai lần đầu tiên để ổn định cái pH của giá thể cây mai cũng như là giảm stress cho cây mai á. Thì như là bà con đã thấy á, cây mai của mình đã bắt đầu ra những cái đọt non rồi. Và cái chút nữa thì Trang sẽ tiến hành đo lại, kiểm tra lại cái pH thêm một lần nữa để xem là nó có tăng so với đợt lần trước hay không ha. Thì là Trang mới phát hiện ra là cái nhánh này của mình á, nó tưởng đâu là nó bị cái vàng mồng tơi á, nó làm cho không phát triển lá được, nhưng mà nó đã trong quá trình vận chuyển thì nó đã bị gãy rồi. Thì hôm nay là Trang sẽ tiến hành để cắt bỏ cái cành gãy này đi ha, để cho sau này á, thì là Trang sẽ nhờ một cái người để phục hồi lại cái tạo tán cho cây mai á bà con. Bây giờ là để cho cái cây mai của mình nó phát triển bộ rễ cũng như là bung những cái đọt mới ha. Thì bây giờ Trang sẽ tiến hành để cắt bỏ cái cây mai này, cắt bỏ cái cành này. Xong rồi Trang đã cắt bỏ cái cành này đi rồi. Thì bước tiếp theo là Trang sẽ kiểm tra lại cái pH của cái giá thể cây mai này để xem nó có tăng hay là nó giảm so với lần trước không nha bà con. Rồi sau khi Trang tiến hành đo lại cái pH một lần nữa thì là Trang nhận thấy là cái pH của mình nó đã tăng lên rõ rệt so với lần trước luôn ha. Thì bây giờ Trang sẽ tiếp tục bổ sung lại phân quép thêm một lần nữa và đồng thời bổ sung thêm phân humic, để khi mà cây của mình nó đã ổn định rồi nó sẽ bắt đầu ra rễ và bung những cái đọt non mới, thì là phân humic nó sẽ cung cấp một cái nguồn dinh dưỡng để cho cây mai của mình nó phát triển bộ rễ tốt cũng như là
giúp kích thích bung những cái độc mới hả bà con. Thì là Trang đã chuẩn bị 2 lít nước như lần trước, và phân humic và phân quét. Thì là như lần trước thì là Trang pha 80ml phân quét cho 2 lít nước. Thì hôm nay Trang cũng sẽ pha lại cái liều lượng như vậy luôn ha. Phân humic thì Trang cho vào khoảng 2g, là tương đương với lại 1/2 muỗng cà phê đó các bạn. Ở đây thì Trang cho tầm ước chừng. Hai loại phân này thì mình có thể pha chung được với nhau, thì một thằng là phân hữu cơ và một phần là phân sinh học, thì nó sẽ không có tạo ra những cái chất ức chế làm cho mất đi cái tác dụng của phân bón ha. À, phân humic thì là nó sẽ có một cái màu đen như thế này, nó tan đều tốt trong nước ha bà con ha, nó sẽ không có bị đóng cục. Rồi bây giờ thì Trang cũng sẽ tiến hành tưới xung quanh cái gốc mai này, tưới đều ha bà con ha. Phân humic thì nó cũng có tác dụng là làm cho cái pH giá thể của mình nó được ổn định hơn đó bà con. Rồi thì Trang đã tiến hành tưới lại phân quét cũng như là bổ sung thêm phân humic cho cây mai lần thứ hai rồi. Thì sau 10 ngày nữa thì kính mời bà con tiếp tục xem cái quá trình mà phục hồi cây mai này nó sẽ diễn ra như thế nào ha. Xin chào và hẹn gặp lại bà con sau 10 ngày tiếp theo. Quý anh chị có nhận ra cây mai này không? À đúng rồi, đó là cây mai mà Trang đã phục hồi bằng phân quét và phân humic đó quý anh chị. À, trước đó thì là cái cây mai này á, nó đã bị cái vàng mùng tơi của mình á, nó phủ kín luôn, làm cho nó không có phát triển được cành lá bung đọt nè, cũng như là cái phần giá thể của nó không được ổn định cái phần pH á. Thì
Thì sau 1 tháng Trang phục hồi nó bằng phân quét và phân humic thì tới nay cũng đã được 3 lần tưới phân quét và phân humic rồi đó các anh chị. Thì như là các anh chị đã thấy nè, thì cái cây mai của mình á, nó đã bung những cái đọt non ra rất là nhiều luôn, cũng như là cái phần giá thể, cái pH của giá thể á, thì nó đã được nâng lên ổn định rồi. Cái phần rễ ở của cây mai á, thì nó cũng đã được ra nhiều rễ non để giúp cho cái cây mai của mình á, nó hấp thụ cái chất dinh dưỡng cũng như là hút nước tốt hơn á. Biểu hiện đây thì bà con cũng đã thấy á, là những cái tược non này nó ra rất là nhiều luôn. Đây. Sau đây thì Trang xin nói thêm về hai cái loại phân mà Trang đã dùng để phục hồi cái cây mai này, đó là phân humic và phân web. Thì cái phân này là trước đó là Trang cũng đã giới thiệu rồi, thì nó được chiết xuất từ 100% dịch chích từ các loại thảo mộc á, thì nó có cái công dụng là giúp cho cái pH của mình nó được ổn định nè, cái mật độ vi sinh vật ở trong đất nó được phát triển nè, cũng như là cân bằng cái mật độ vi sinh ở trong đó, giảm stress cho cây trồng, cũng như là nó có chứa những cái khoáng chất á, giúp cho cây trồng của mình có thể hấp thu được những cái khoáng chất đó tốt hơn nè. Còn đây á, là phân humic, thì cái phân này á, là nó chứa 95% axit humic cũng như là các loại axit mùn khác á, nó giúp cho cái cây mai cũng như là các cây trồng mà mình bón vào á, thì nó sẽ giúp kích thích cái bộ rễ phát triển nè, làm cho cái những cái tược non nó bung ra được nhiều hơn á bà con. Là đồng thời á, nó cũng chứa một số các nguyên tố vi lượng á, để cho cái cây của mình nó cũng có thể hấp thụ tốt hơn được nữa. Thì hai loại phân này á, thì là đây là cái phân mà tinh cậy bán với giá là 140 một ký. Còn cái chai web này thì là bên Tinh Cậy cũng bán là 140 một lít. Anh chị trồng mai lưu ý ha, sau khi cái cây mai của mình á, nó được mình đã chơi hoa xong vào dịp Tết á, hoặc là mình thấy cái lá của mình nó vàng vọt á, mà nó không có bung đọt á, thì là quý anh chị có thể sử dụng cái phân humic này để bổ sung dinh dưỡng cho cây mai á, để cây mai bung đọt được tốt hơn ha. Thì quý anh chị chỉ cần sử dụng cái phân humic này thì cũng có thể là giúp cho cái cây mai của mình nó bung đọt tốt rồi. Cái phân web này mình chỉ cũng có thể bổ trợ thêm cho nó. Nhưng mà riêng cái thằng humic này thì quý anh chị sử dụng mua một bịch lớn như vậy, anh chị đã sử dụng được rất là lâu luôn. Với cái cây trồng chậu này thì chỉ cần nửa muỗng cà phê cho một lần bón là được rồi. Còn như là anh chị nào mà có trồng mai ở ngoài đất á, thì là có thể là bón thêm một ít, là một muỗng đến hai muỗng cà phê cho một gốc mai ha. Video về phục hồi mai bằng phân web và phân humic của Trang đến đây là kết thúc ha. Nếu mà quý anh chị thích cái video này thì hãy nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Tinh Cậy để theo dõi những video thú vị tiếp theo nha. Trang xin kính chào và hẹn gặp lại quý bà con.